À, đây là phiên bản Virtu Signature S. Phiên bản này phiên bản thép. À, phiên bản này phiên bản Virtu xịn. Giá thị trường chắc tầm khoảng hơn 200 triệu. À, cái phiên bản này thì chúng tôi mạ rất là chi tiết. Công ty mạ chi tiết từng con ốc. Từng con ốc rất là nhỏ. Đó. À, đặc biệt rằng là con điện thoại này được sẽ mạ được tất cả các bàn phím. Các bàn phím và các cái phím bấm rất là chi tiết, các phím nguồn, các phím con điện thoại này được mạ trên 6 micron, độ dày trên 6 micron, mạ vàng 24K, rất là đẹp khi mà cái nền của nó đen và đi với cái màu vàng khoác áo trên vàng khá là ổn. Mạ con điện thoại thì tương đối khó. Các bạn chỉ cần mạ con ốc dày lên một chút các bạn sẽ không vặn được. Các bạn chỉ cần mạ những cái chi tiết này dày lên thì các bạn hoàn toàn không thể mạ được. À, không thể lắp được, lắp sẽ bị kênh. Các bạn chiêm ngưỡng lại một lần nữa con điện thoại này. Cạnh rất là đẹp này. Đặc biệt là vẫn còn giữ được cái xước xước lông chuột cũ của phiên bản của nó, họ không được phớt được hết đi. Đây vẫn còn nốt xước rất là đẹp. Các bạn thì cần mạ vàng điện thoại thì cứ liên hệ với chúng tôi.